chào thầy cô và các bạn. Mình là Linh, mình là sinh viên khóa 1 của lớp Lucky của Đại học Edit. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu cho các bạn về năng lực về trí tuệ. Thứ hai là về các nhu cầu Maslow. Đầu tiên là về năng lực trí tuệ thì ở đây gồm 5 phần. Nhất là về hiểu mình. Hiểu mình đây có nghĩa là biết mình cần gì, biết mình muốn gì. Thứ hai là về kiểm soát mình, kiểm soát được những cảm xúc, những cảm giác bên trong mình và khi cảm xúc của bạn đã đạt đến độ cao nhất thì phải kiểm soát được nó và kiềm chế được nó để không bị nó bộc phát ra bên ngoài. Thứ ba đó là về nhiệt huyết, đó chính là khi bạn có được một nhiệt huyết khi làm việc thì bạn sẽ được sớm được thăng chức hoặc là sẽ có một địa vị nào đó trong công ty hoặc trong doanh nghiệp. Thứ tư đó là về thông cảm. Khi bạn biết thông cảm, đó là một điều rất là khó. Thông cảm đây đó có nghĩa là bỏ qua được những sự sai lầm, sai sót của đối phương, tha thứ cho họ những gì mà họ đã làm với mình. Cuối cùng đó là về giao tiếp. Giao tiếp đây đó là bạn phải biết diễn giải câu nói hoặc là câu từ một cách dễ hiểu nhất để tránh cho đối phương hiểu lầm ý nghĩa trong câu nói của mình. Phần tiếp theo mình nói đây đó là về tháp nhu cầu Maslow. Tháp nhu cầu Maslow thì gồm có 5 phần. Thứ nhất là về nhu cầu sinh học, thứ hai là nhu cầu an toàn, thứ ba là nhu cầu xã hội, thứ tư là nhu cầu được kính trọng, được tôn trọng, cuối cùng đó là về nhu cầu được thể hiện bản thân. Đầu tiên thì là về nhu cầu sinh học. Nhu cầu sinh học đây có nghĩa là những đòi hỏi về thể chất cho sự sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà con người mà không được đáp yêu cầu về những nhu cầu sinh học này thì sự sống của chúng ta sẽ khó có thể duy trì và cuộc sống của chúng ta sẽ khó được đảm bảo. Ví dụ như đó là về nhu cầu sinh học thì đó là việc ăn, việc ngủ nghỉ, đó là nhu cầu sinh học này được cho là nhu cầu quan trọng nhất và sẽ phải được đáp ứng trước tiên. Nhu cầu thứ hai trong tháp nhu cầu Maslow đó là nhu cầu an toàn, đó là nhu cầu về an toàn về xã, đó là nhu cầu an toàn về tài chính, về vật chất hoặc là về mọi thứ trong cuộc sống. Nếu chỉ ăn thôi thì không đủ thì bạn cần phải ăn sạch, ăn hít không khí, hít một ống không khí trong lành. Ví dụ như khi bạn đi làm trong một doanh nghiệp, nhu cầu an toàn của bạn đó là về cần một môi trường làm việc thật trong lành và không xả rác bừa bãi chẳng hạn. Nhu cầu về tài chính, an toàn về tài chính, ví dụ như khi bạn có một mức lương ổn định thì bạn không cần phải lo về việc ăn uống, nghỉ ngơi hoặc là sinh hoạt như thế nào cả. Thì khi bạn có một mức tài chính an toàn thì bạn sẽ không phải lo hôm nay ăn gì, uống gì mặc gì. Nhu cầu thứ ba đó là về nhu cầu xã hội. Sau khi các nhu cầu về sinh lý, nhu cầu an toàn được hình thành thì con người sẽ chú ý về các nhu cầu xã hội. Con người sẽ muốn được giao tiếp, muốn được giao lưu trong các mối quan hệ, tạo dựng các mối quan hệ thân thiết hơn, gắn bó hơn với những người xung quanh và muốn được hòa nhập trong một cộng đồng nào đó, muốn có một gia đình hạnh phúc, các mối quan hệ về bạn bè thân thiết. Và trong nhu cầu xã hội này thì con người cần được yêu và cần yêu và được yêu. Khi mà họ không được yêu
Thiếu sót và sai sót thì mong thầy cô và các bạn sửa đổi. Xin chân thành cảm ơn.